Xin chào tất cả các bác, các bạn, kênh anh chị em đam mê câu cá. Hôm nay mình lên cho anh em một số mẫu cần tay hàng bình dân và hàng chính hãng, giá từ hơn 200 ngàn cho đến khoảng hơn 1 triệu. Bác nào có nhu cầu liên hệ nha. Số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video nha. Đầu tiên là ta đến với các mẫu cần bình dân. Anh em có mẫu cần đai qua đen hai ngọn, một ngọn 4H và một ngọn 8H, giá là 270.000 các bác nhé, giá 270.000 nhé, hai ngọn. Tiếp theo là mẫu cần vẫn đai qua đen, nó có 3 ngọn các bác nhé, 3 ngọn hàng bình dân, giá của nó là 350.000, 350.000 các bác nhé, giá 350.000, gồm một ngọn 4H, một ngọn 6H và một ngọn 8H, anh em nhé, ba ngọn, giá 350.000 nhé. Tiếp đến em có mẫu Shimano hàng bình dân. Độ cứng ghi là 6H nhưng thực tế ra nó chỉ được 4H thôi anh em nhé, chỉ được 4H thôi nhé. Đấy, chỉ được 4H thôi. Đấy. Giá là 290.000, giá 290.000. Shimano xanh nước biển, xanh nước biển này, xanh xanh đẫm nha, xanh thẫm. Giá là 290.000. Độ cứng là 4H anh em nhé. Trên cần ghi là 6H nhưng thực tế cần chỉ được có độ cứng 4H thôi. Đây phần cuối của đít cần này. Đấy, móc dây bảo hiểm này. Để tiếp đến ta vẫn có một mẫu của Shimano. Cũng chỉ là hàng bình dân thôi anh em ạ, nhà hàng bình dân thôi. Đấy, màu xanh da trời, xanh da trời nhạt. Đấy, cũng giá 290.000. Độ cứng 4H anh em, độ cứng 4H. Đây. Độ cứng 4H nhé. Tiếp đến em có cây cần vẩy rắn. Đây, cây cần vẩy rắn 6H 4,5 m. 6H 4,5 m, cần vẩy rắn. Giá này là 330.000 nhé, 330.000. Độ cứng là 6H anh em nhé, độ cứng là 6H. Giá là 330.000. Độ dài tất cả các cần đây đều có độ dài 4,5 m nhé, 6H. Giá là 330.000 anh em nhé, 330.000. Tiếp đến em có mẫu đai qua màu cam, cũng chỉ là hàng bình dân thôi. Qua màu vàng cam anh em, màu vàng cam. Giá là 300.000 nhé, giá là 300.000. Độ cứng là 6H nhé. Độ cứng là 6H. Giá 300.000, độ cứng 6H. Đấy. Cũng chỉ là mẫu hàng bình dân thôi nhé, cũng chỉ là mẫu hàng bình dân thôi. Tiếp đến thì em có mẫu đai qua tím. Đai qua tím, tất cả các mẫu này đều là hàng bình dân anh em nhé. Độ cứng là 6H. Giá là 330.000, 330.000 đai qua tím. Chất liệu thì carbon hết anh em, chất liệu carbon hết nhé, đai qua tím. Độ dài thì toàn bộ hàng lô hàng này đều là 4,5 m hết anh em. Đây là những mẫu 4,5 m bên em có. Tiếp tục đến đai qua xanh vàng nhé. Đai qua xanh vàng này. Cây này có giá là 400.000, 400.000. Độ cứng cũng là 6H nhé, độ cứng cũng là 6H. Độ cứng là 6H. Đai qua xanh vàng. Độ cứng 6H, hàng bình dân thôi, giá 400.000. Tiếp tục ta sang các mẫu chính hãng của GVK nhé.
Mẫu đầu tiên là mẫu GV kép vàng chanh. Đấy, vàng chanh này 4,5 m, 4,5 m các bạn nhé, 4,5 m. Độ cứng là 4H anh em, độ cứng là 4H. Độ cứng chỉ là 4H thôi. Đấy, GV kép vàng chanh. Độ cứng 4H. Giá cây này là 550 ngàn nhé. Giá rất là mềm, hàng chính hãng của GV kép. Đấy. Giá 550 ngàn. Màu vàng chanh. Đây, cái túi của nó cũng màu vàng chanh luôn anh em ạ. À, tiếp đến này em có cây GV kép xanh đen. 4,5 m nhá. Tay này, tay nó thon này. Phình ra. Đấy. Cây này có giá là 660 ngàn. Giá 660 ngàn. GV kép xanh đen, giá 660 ngàn nhé. Đây. Độ cứng cũng là 4H anh ạ, độ cứng cũng là 4H thôi. Tính ra thì các dòng này nó cũng chỉ là 4H thôi. Đấy. Độ cứng 4H nhé. À, tiếp tục em đến với mẫu GV kép rồng xanh hay GV kép xanh nõn chuối này, dài 4,5 m, giá là 690 ngàn, giá 690 ngàn các bác nhé. Đây. Độ cứng là 4,5H nhé. Đây. Độ cứng 4,5H GV kép xanh nõn chuối hay gọi GV kép rồng xanh 4,5 m. À, tiếp tục em có mẫu GV kép vàng, GV kép vàng nhé, giá là 660 ngàn. Đấy, cũng dài 4,5 m, độ cứng thì cũng 4,5 h. Đấy, trong khoảng đấy, giá là 660 ngàn, hàng GV kép chính hãng. À đây, con GV kép vàng chanh này, vàng chanh nó có thông số đây này. Cho anh em xem này, 4,5 m này. Đây này. Thu lại 106 này, trọng lượng là 123 g này. Được cái ngọn 1,3 mm, gốc là 21,3 mm này. Tải tĩnh là 1,5 kg. Xong các mẫu GV kép thì em có mẫu cần Ryobi 4,5 m. Ryobi 4,5 m đây. Đây, Ryobi 4,5 m. Giá là 700 ngàn anh em, giá là 700 ngàn. Đây, thông số ở đằng sau nó đây. Thông số là trọng lượng là 104 g. Đường kính ngọn là 1.1 mm, gốc là 23,6 mm. Tải tĩnh là 1,8 kg, hàm lượng carbon là 92%, còn lại là 8% thành phần khác. Cây này thì là cây màu vàng, hoa văn màu đỏ kết hợp với màu đen nhé. RGB 4,5 m, giá 700 ngàn. À, cuối cùng này em đến với lại mẫu cần GV kép nhé. Cuối cùng này em đến với mẫu cần Handing. Handing này. Em có mẫu thống lưu chiến 4,5 m. Thống lưu chiến 4,5 m đây các bạn. À, thống lưu chiến 4,5 m nhé. À, tay cầm thì phủ sơn nhám này. Chất liệu carbon màu đen này. Độ dài là 4,5 m. Em tháo ra bên trong cho anh em xem nhé. Kèm một cái túi bao cần màu đen bên trong hộp. Này, thống ly chiến 4,5 m. Độ cứng là 5H anh em nhé. Độ cứng là 5H. Thống ly chiến 5H. Này, đài phía trước có đài bịt này. Anh em nhé. Độ cứng là 5H này. Các lóng màu trong màu đen. Chỉ có mỗi khoang sơn trên đỉnh đầu thì được khoang tí màu trắng thôi. Đấy.
Mẫu thứ hai em có mẫu handing thứ hai 40,5 là mẫu hoa văn đồng. Đây, mẫu hoa văn đồng này. Mẫu này thì độ cứng là 4H. Mẫu này rất nhẹ, mẫu hoa văn đồng này nhẹ lắm. Trọng lượng nó chỉ có hơn 100g thôi. Đây, 4H này. Kết hợp của mẫu hoa văn đồng là màu đỏ pha màu đen. Anh em màu đỏ pha màu đen này. Đấy, đỏ pha đen này. Hàng chính hãng anh em nhé. Giá của cây thống ly chiến là 1.100.000. Còn giá của cây hoa văn đồng là 1.300.000, 1.300.000 anh em nhé. Đấy. Vậy là anh em có hai mẫu hơn 1.000.000 một chút, đều là của handing hết. Một mẫu thống ly chiến là 1.100.000, còn mẫu hoa văn đồng là 1.300.000 nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé, số điện thoại em để dưới video. Đấy, địa chỉ em để dưới video nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Đây là những mẫu cần tây hàng bình dân. Đấy, đến hàng chính hãng. Đấy, các bác nhớ vậy. Con này yêu thích cái độ dài 4,5 m thì liên hệ với em nhé. Chủ yếu là độ cứng từ 4H cho đến 6H. Đấy. Đây là hàng của bạn Triệu Văn Vinh ở tỉnh Thái Nguyên. Đây vẫn là hàng của bạn Triệu Văn Vinh ở tỉnh Thái Nguyên. Đây là cái ghế VIP. Còn đây là hàng của bạn Dương Đức Khiêm ở Văn Giang, Hưng Yên. Đây là hàng của bạn Hoàng Văn Long, Sóc Sơn, Hà Nội.